Mẹ tám này lợi gì vậy? Lợi nhiều chuyện hả? Tầm năm tầm ba là nhiều chuyện hay là tố cáo tôi là về ăn hiếp bà, đánh đập bà tố cáo tôi hay gì đây? Cái hộ của nữ. Tố cáo cái gì đâu, không biết. Cái lợi này làm cái gì? Thì tại vì thấy tôi bệnh rề tới thăm. Chứ lợi chị tám cũng rủ tôi lên trên. Đâu? Lên trên hoạt động của hội phụ nữ tham gia cho vui. Không hoạt cái gì hết. Không có nữ nét gì hết trơn, rồi không có hợp hành gì hết á. Chuyện nhà không lo, nó hợp hành. Nó đang làm gì? Không nhỏ hả? Nhỏ gì đến chồng hả? Mày đắt không à. Tôi nói cho bà nghe là thằng Mạnh nó đi làm cực khổ thai vậy cho ăn giọng hết đi. Cái nhà ăn giọng hết đi. Mà tôi nói là cãi lời tôi đó. Tôi đập cho bà què giò đó bà nghe chưa? Hả? Dạ thưa ba, ba khỏe không ba? Không, xin lỗi, ba mạnh không ba? Đi mới đi nhậu đâu về đánh lộn mà về đây phải không? Dạ đâu có ba. Dạ ba cháu bỏ rồi. Mày nói cái gì? Thằng thầy con về là con bị vợ con đánh đó ba. Vợ mày đánh mày? Không liệu là đánh con. Mày là thằng nổi tiếng ăn nhậu, về nhà bạo hành, đánh đập vợ con, chửi mắng vợ con. Mà hôm nay mày nói là con Liễu nó đánh mày. Tao à già rồi là cha mày chứ phải con mày nghe mày. Dạ. Sáu khỏe nghe. Dạ. Đừng có nói xạo nghe. Ba không tin con, trời ơi, thân thể con bập dập về, ba không tin con sao. Ba, con lấy danh dự dòng họ sáu khỏe con thề với ba. Nên! Mày cứ đem dòng họ tổ tiên của tao ra mày thề thốt hả? Mày làm xấu danh dự tổ tiên của tao. Bà... ngày nào mày cũng đem ra mày nói thề tốt phải không? Ba nói vậy là quan con rồi. Từng lễ con mới thề là kia con đâu có thề mỗi ngày. Con nói là con lâu lâu rồi con chỉ nựng vợ con một lần nặng tay thôi. Chứ còn con của con nói thiệt ba chưa hề đụng tới đó. Thề luôn á. Thấy mày làm ăn, tưởng mày lo làm ăn ai dè bữa nay qua đây cũng xin tiền già phải không? Không có đâu ba, con đâu có dám đâu. Nếu con chỉ cho ba biết là con vợ con nó bạo hành đến mức độ đó, nó đánh con, nó không có thương tiếc, nó coi con như là con không đẻ luôn. Thành ra mày bỏ nhà mày đi luôn phải không? Đi đâu? Thưa ba, giờ ba thấy hoàn cảnh của con quá tội nghiệp phải không ba? Ba cho con mượn 5 triệu được không? Mượn 5 triệu? Con sẽ đi núi Tà Lân, con học võ về con trị đó. Ôi trời, đi núi Tà Lân học võ mà qua xin tao tới 5 triệu hả? Đi xe. Rồi mày học võ về đây rồi mày đi đâm thuê chém mướn. Rồi mày ở tù mọt gông tao chịu trách nhiệm nữa hả? Trời ơi, ba nói vậy sao được. Con nói thiệt, con vợ con bây giờ đó nha, con không có trị nó đó. Sau này nó sẽ ngồi ra đầu ba luôn. Không, ngồi đầu con luôn. Nó thiệt với ba đó, làm sao con trị nó được. Không, tao công nhận. Mày tự biên, tự diễn ra một cái kịch bản hay quá. Bởi gì? Con dâu của tao nó là đứa hiền thục, nết na, giỏi giang. Nó đâu có bao giờ dữ dằn đâu. Nó nhìn mày biết bao nhiêu năm rồi. Gặp con khác hả? Mày nhậu sai mày về kiểu đó hả? Mày ngủ đi, nó mai cái mỏ mày lại, tọt mày đuôi mắt luôn. Ba ơi, trời ơi, ba nói con Liễu nết na thùy mỹ đoan trang hả? Ba lầm rồi. Nhưng mà nói đúng, không phải lầm. Làm những ngày trước kìa, cũng bắt đầu từ ngày hôm qua, nó là con quỷ, nó không phải là con người nữa ba. Nó bạo hành dữ ba. Mày nói con Liễu đánh mày hả? Dạ. Trời ơi, con Liễu đánh mày là trời sập á. Thôi tao đi. Đâu hả? Tao đi trốn. Chứ trời sập à, trốn sao được. Ba kỳ quá à, ba không có tin thằng con trai của ba gì đó. Con mà ba mang nặng để đau, rồi ba nuôi con đến ngày không lớn mà ba không tin con, ba tin người ngoài thôi. Bây giờ mày nói lại rõ ràng cho tao nghe.
Con Liễu mà dám đánh mày là tao không có tin. Ba không tin không? Đây, để con kể cho ba nghe. Mẹ mới đẹp quá, y chang phim Hồng Kông vậy đó. Chứ sao con? Tao đi xa, tao nghe nói múa má mày giống gì? Giống Hồng Kông hả? Giống Linh Đồng, Linh Bóng thì có ở Hồng Kông. Thôi mình ngưng lại kìa. Tao ghét mấy cái trò đó. Không võ đánh chồng hả? Học để tự vệ. Tự vệ? Quýnh lễ ai mà tự vệ? Không có lâu rồi. 3 tháng. Lén tôi học có 3 tháng liền ha. Ngon ghê ha. Mai là bữa nay tôi không uống rượu, uống rượu là chết cái tôi rồi đó. Hay. Hay. Qua đây. Tôi lấy nước tôi uống rồi, lấy khăn lau ra tôi lau mặt. Muốn phục vụ chờ 30 phút. Gan quá. Bữa nào mà dám cãi chồng ha. Tự vệ đó, cho mày muốn học võ coi mày tự vệ nha. Để thử coi mày có tự vệ không nha. Tự vệ hả mày? Tự vệ. Giỏi quá mày né hả? Né. Hay nè. Hay quá. Hay nè. Tao cho mày hay luôn nè. Hay nè. Hay hay quá. Hay nè. Hay nè. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ôi da. Tại sao tao quánh nè mày nè. Sao? Muốn tiếp chiêu nữa không? Alo. Alo. Ừ. Võ mồi đó rồi. Tới liền. Rồi. Tao nhịn mẹ mày. Không phải tao sợ mày đâu nghe mày. Tại bạn rủ tao đi nhậu đó. Tao nhậu gì đến nên mày chết với tao. Ê, chết với tao luôn á. Mấy con quỷ. Võ búa vô con hùng. Á Ngọt, ba mẹ làm phim ma hả? Giống quá trời luôn á, hay quá. Chờ mẹ xíu. Tao đi nhậu gì biết tao. Ba thấy vậy rồi sao? Hay, hay. Quang hô. Giỏi, giỏi. Ba khen con hay sao? Trời vợ con đánh con gì ba khen con cái gì? Đúng tao khen mày á. Cái gì? Chẳng những khen mày mà mày có hai cái hay nữa. Hai cái hay? Ừ. Hai cái gì? Cái hay thứ nhất. Dạ. Mày nghe cho kỹ. Dạ. Mày có tài viết ra một cái cuốn tiểu thuyết lâm ly bi đát. Mày tạo ra những tình huống gay cấn. Còn hơn là tác giả chuyên nghiệp nữa. Dạ. Cái thứ hai. Hai gì? Tao với mày á, coi tiểu thuyết Kim Dung cách nay cũng 30 năm rồi. À. Mà giờ tao không có nhớ. Dạ. Mà mày nhớ. Nhớ mày gì? Nhớ cái tuyệt chiêu vô ảnh trưởng gì đó mà của tác giả Kim Dung mà viết về độc bá võ lâm của Lệnh Hồ Sung á. Mày nhớ dài. Ôi ba ơi, trời ơi, vợ con đánh con gần chết rồi, nhớ dài cái gì? Không tin ba đi hỏi nó được coi. Ngàn lần tao không tin. Ông ba hỏi đi. Mày cứ là thằng quậy phá. Mày chuyên môn đánh vợ đánh con, nhậu sai về là mày quậy phá lung tung quá vậy. Ba ơi. Hả? Ba có nhà không ba? Con dâu tao nó qua. Vô đây con, vô đây con. Vô đây mày đâu chối. Ba. Ủa. Ba. Ừ. Hôm nay á con có đem mắm cái linh chưng với lại hột vịt. À. Qua đây cho ba ăn ngon lắm, ba ăn lấy Thảo nha. À, để đó lát chút ba. Dạ. Còn ông á, té lên té xuống cái mặt bầm tím kìa. Tôi mua thuốc tam á bầm để nhà đó. Đâu biết ông bên này. Tôi biết tôi đem thuốc qua đây giọng trong họng ông rồi. Dạ ba. Con. Dạ. Con học võ ở đâu vậy? Con rảnh á. Con đi học thêm mấy miếng võ cho nó dữ dội vô. Con về con trị nó mà ba. Dạ.
đồ đàn bà khốn nạn. Hết hồn mày, hết hồn không? Hết hồn, hết hồn mày không? Hết hồn á. Bà. Cái gì? Đàn bà khốn nạn. Cái gì? Bữa nay tôi từng chỉ bà cho biết. Cái gì? Hết hồn. Con dâu. Dạ. Vô ảnh trưởng. Vô ảnh trưởng á. Vô ảnh trưởng. Vô anh trưởng, vô anh trưởng. Ủa mà bà bị đánh phấn gì vậy? Đánh phấn gì? Cái sao chỗ đó bị gì vậy? Ông quýnh tôi chứ còn gì nữa mà hỏi. Ông nhớ gì hả? Đêm hôm qua ông quýnh tôi, ông la sùm hết trơn á, bà con hàng xóm người ta nhảy vô người ta can. Ông đuổi về, ông la ông hết mọi người luôn. Bây giờ còn giả điên không nhớ nữa hả? Thôi bà đừng có xạo nha. Làm sao đánh bà được? Bà có vô ảnh trưởng mà. Vô ảnh trưởng gì? Má ơi, má bà má. Gì vậy con? Chị Tám qua kiếm má đi học võ kìa. Nha. Nói lại bà, đừng có đi học võ mà anh. Đừng đi học võ nha. Đừng học võ nghe. Anh hứa từ nay anh bỏ rượu. Anh không có hành hạ vợ con nữa. Đừng đi nghe. Thiệt anh thề mà. Anh thề có dòng dõi Tám khỏe, dòng tộc Tám khỏe chứng nhận đàng hoàng. Anh không hành hạ em nữa. Từ nay anh bỏ rượu rồi, ăn năn hối hận nè. Anh sợ vô ảnh trưởng quá rồi. Vô anh trưởng anh sợ lắm rồi. Anh biết lợi hại của vô anh trưởng rồi. Chồng với chả con nó đi cả ngày cả đêm nó không về nhà, nó chả biết con vợ nó là ai, chả biết thằng con nó là ai. Gớm, em lấy chồng như thế này thì thà em ở giá còn hơn. Cứ mang tiếng có chồng mà chả ra ôm gì cả, trời ơi khổ thân cơ chứ. Ôi! Gì đây? Ôi, vào đây với con. U đang vá áo không vào được, ngủ đi. Ôi! Gì? Con muốn sổ ti u. Tiên sư nhà mày, bao nhiêu năm nay sở không đã à? U ơi, không có ti của u, con không chịu đâu. U chờ u tí. U ơi, vào đây nhanh lên. U ơi, u đi đây, u bé nào, ngoan nào. Ngồi xuống. Xe của U đâm vào con, nó buồn buồn. Bà tán cho bây giờ. Thế bây giờ tao gầy thế này, tao nuôi mày lớn bằng này thì tao nó phải đi chứ. Ngồi xuống đi. U ơi. Gì? Sao giờ này mà bố chưa về? Bố con phải đi uống rượu Bình Thơ. U, không phải thế đâu. Hồi sáng con đi ăn dỗ nhà bà. Bà nói: này, ô mày, ở đây, bố mày đâu rồi? Con nói, bố con đi công chuyện chưa về. Này, đây, cụ út nhá, út từ trong chuồng heo phóng ra. Mày nó lão. Bố mày nhá, đi chơi với con mèo cụt đuôi rồi. Ôi, con mèo cụt đuôi là con gì thế? Thì là người ta lấy cái con mèo dài đuôi xong người ta chặt đi gọi là con mèo cụt đuôi, hiểu không? Thế à? Thế nhà
nhà nhà ta cũng có con mèo cụt đuôi, sao bố không chơi? Bố chơi với con mèo cụt đuôi của hàng xóm. Nhiều khi mèo cụt đuôi nhà mình nó quen quá không thích chơi. Ừ, đi chơi mèo cụt đuôi người khác cho nó lạ. Vâng, ngủ đi, bố là bố vật. Nằm xuống u du ngủ này. Vâng. Ngủ đây này. Vâng. Ôi, hát du, hát du cái. Từ từ. Vâng. Người ta du ta cũng phải kiếm kiểu ta du chứ. Vâng. Rồi. Thế U có yêu con không? Ôi hỏi vớ vẩn. Thế thì thôi nhá, U đừng hát dù nữa nhá. Sao thế? U hát như thế hạt giống láng giềng người ta cứ nói nhà mình có ma chay đâu ạ. Cấm mồm. Bao nhiêu năm nay tao du mày thì thế nào? Tâm trạng không vui thì làm sao mà du nó hay được. Cứ du các tiếng du lên cứ như là quá phụ. Ôi giời ơi. Ngủ đây này, U du đây này. Vâng. Cái bóng đi chợ cầu canh. Mũi đâu mà lắm thế nhỉ. Đánh con đâu? U đánh con này. Không, U đập con muỗi đây này, máu nó còn đây này. Ôi, thế à? Ai là con muỗi? Con muỗi nó nằm ở trong mồm con này, U ơi. Ôi, sao muỗi vào mồm con à? Ôi, U ơi. Đây. Sao? Sao con muỗi nó to mà nó trắng thế? Chết mẹ rồi, tôi đập mẹ gãy răng luôn rồi. Ôi trời ơi. Ra rồi. Mẹ U bảo này, tôi kệ mấy cái răng vớ vẩn với răng sữa ấy mà thế nào nó cũng gãy thôi. Thế bây giờ mình đập cho nó gãy để cho nó biết là lần sau nó mọc lên cho tốt. Thế con thích thế U nhá. Mày muốn răng còn sâu, không cần đi nha sĩ U nhá. U có đánh văng cái răng còn già. Thôi ngủ đi. U ơi. Gì? Con 3 tuổi. Con có 3 cái răng. U đánh văng một cái răng. Bây giờ còn 2 cái răng. Thế U nhá. Phịch. Lý là lý lắc cứ như bố mày, nằm xuống. Ngủ nhá. Ngủ đi. Hát du nhá. Ừ. Và giờ này nó vẫn chưa về. Thế kỳ này về bà sẽ không xé mày ra làm trăm mảnh thì bà không phải là bà bình thường. Ôi cô nói ai không bình thường nghe. Ngủ đi. Vâng. Mày mà đi canh me con nào thì bà gặp được là bà giết mày ngay. Bà để chỉ tổ là bà mang tiếng là bị người ta giật chồng thôi. À ơi, bồng bồng cong chồng đi chơi. Nè nè cho. Bé bé thôi. Nói bé U. Ui. Nói bé là nói bé như thế nào? Trời ơi, nói về hàng xóm ta nghe sao? Thế à? Em thế em không nói cho em la nhá. Cho ăn cái tay này cho hết la nè. Tôi là ai đây? Ba thằng cu xỉn
Cái đằng ấy về rồi đấy à? Về rồi. Thế đi chơi có vui không nào? Vui. Vui thành thử ra mặt mày nở như cái hoa huệ đấy nhỉ. Còn hương thơm ngào ngạt từ áo của người, ôi giời ơi. Thơm quá, thơm cái mùi của cái con gì đấy nhỉ. Mẹ thằng cô ơi, mẹ mày cứ xem như là qua ngày mới đi. Bữa nay anh về sớm chứ đâu có trễ. Sớm mày đến canh mấy rồi, bây giờ mới về. Thì tôi cũng đi uống rượu bình thơ như mỗi ngày thôi. Uống rượu mà bình thơ hay là mày đi chiêm con nào trong xóm này? Nè, nghe tôi hỏi, sao giờ này bà còn chưa ngủ? Tôi thích. Bà mày thích thức, bà mày không thích ngủ. Trời đất ơi, sao để lại cú xỉn nào ngoài trời? Nằm ở đây cho nó mát. Hả? Nằm ở đây cho nó mát được không? Mát cái gì? Mát thì đủ rồi, xương số lạnh chết sao? Gì đây? Xịt xịt cái gì? Nhà này có gì mà xịt? Cái gì? Im lặng đi. Qua đây. Có cái gì ở đây mà miệng bảo im lặng? Trời ơi, cái gì đấy? Sao đánh con thế? Giết mũi. Mày giết mũi em, mày giết con. Giết con cái gì? Giết con là bà mới giết á. Trời ơi trời, lạnh xương xuống như vậy mà để nằm đây thế nào nó cũng lạnh nó chết rồi coi. Để nằm đây cho nó mát. Bây giờ mà bà bế nó vô trong cho nó ngủ đi. Tôi không bế. Cái gì? Tôi không bế. Sao bà không bế? Bây giờ tôi chỉ có cách là đẻ cho nó phọt ra, xong phọt ra ông phải nuôi chứ. Bà là mẹ, bà sẽ bế con vô ngủ. Bà người ta bảo của chồng công vợ mà. Cái này của ông chứ của tôi à? Tôi kêu bà bế. Tôi không bế. Bà bế. Ông buồn ông bế đi. Tôi không muốn bế. Bây giờ ông bế tôi đi. Nói bà bế. Tôi không bế. Không cần ai bế. Con vào rồi. Đấy. Thấy con nó tự giác, nó không cần phải phát giác. Con nó vô rồi. Vô trong lo cho nó ngủ đi. Nó không vào. Cái gì? Hôm nay tao thích đu đà đu đởn ngoài này tao không vào. À, hiểu rồi, tôi hiểu hết rồi. Tôi hiểu hà cớ như là bà thấy là làm như vậy rồi. Cái bà không thích vào. Cái này làm gì bà? Mày đi chơi bà cũng có quyền chơi, nhưng bà không chơi ngoài đường, bà chơi trong nhà được không? Liễu ngõ qua tường, đùa ông đón bướm. Này ông nói cái câu đấy là ý gì đấy? Ý gì hả? Liễu ngõ hoa tường đùa ông đóng ông bướm ở đâu đấy? Mẹ giờ mà có ma ra nó cho ai, ông bướm ở đâu đây mà lùa? Ý gì? Thôi mày đừng có ơi nữa, này ta thọc mẹ nó chết luôn này. Đêm khuya không à ngủ. Bà không thích, bà không ngủ. Trong lòng ấp mà ủ nhớ thằng hai sủ. Con bà hai tủ. Đúng không? Mày đi bình thơ mà mày bình từ xưa giờ mày chỉ bốn câu mẹ nghe nó cụt ngủn này, nghe đoạn hậu thế hả? Đêm khuya không ủ ủ ở đâu đây? Lấy cái gì ủ ở đây? Nè, không nói thế là ý gì? Nhân tình cũ của bà là thằng sủ. Hai người chơi thân với nhau từ lúc đầu bà còn để chỏm kìa ha. Rồi thương nhau ha. Tôi mà không xuất hiện đánh văng nó ra đó hả? Thì giờ này chắc bà lấy nó rồi. Rồi. Bữa nay bà đặt nhớ mối tình xưa ha. Tôi nó ghen kìa rồi. Mẹ tiên sư nhà mày, mày ghen đứa nào mày không ghen? Mày ghen đứa bạn ta hồi 3 tuổi hả? Mày vớ ta xong rồi tao đẻ cho mày một đứa rồi bây giờ mày ghen ngược thế hả? Thế sao cuộc đời của mày chỉ có ngược thời gian trở về quá khứ, xong tự dưng mày cảm thấy mày chạnh lòng đấy hả? Vớ va vớ vẩn. Cấp ơn. Đừng có giả bộ mà là nói như vậy để mày che giấu cái mối tương tư của bà nghe chưa? Che giấu cái gì? Ha? Hả? Bây giờ tôi kêu bà vô trong không? Tôi không vào. Bà đi vào trước đi. Bà không thích vào. Bà vào đi rồi lát tôi vào sao? Ông vào tôi mới vào. Tôi ở đây. Thế bà ông ở đây làm gì? Rình. Ông ở đây ông rình cái gì? Rình cái thằng đó đó. Cái thằng mà bà hẹn tối nay nè. Ông rình thằng nào? Tôi hẹn ai ở đây? Tôi hẹn vong ở đây à? Thế hôm nay hai mấy chứ phải 16 là tập ngày tao cúng vong mà tao hẹn vong hả mày?
điên à? Tôi có vào hay không? Tôi không vào. Ông buồn thì ông nói tôi là quen với ai. Được rồi, bây giờ tao vào nhá. Tao vào xong rồi có đúng thằng đấy thì gọi tao ra nhá. Còn nếu mà tao ra tao bắt gặp được con nào nhá, có tên sư nhà mày trên đầu mày cũng không còn bao nhiêu cọng tóc đâu mà mẹ ông vặt sạch. Vào đi. Đương nhiên tôi sẽ cho bà gặp mặt thằng đó để bà mặc một lời kia chứ. Ừ, mày yên tâm đi. Em đi đâu vậy? Đứng đứng lại cho sao lăng quăng vậy? Đứng lại. Em giận anh lắm cô. Cái gì giận? Anh để em ngoài đấy một mình ấy. Ừ. Buồn lắm. Buồn hả? Anh làm cái gì mà anh cứ ở trong này luôn đấy? Xin lỗi nha. Sao không ở trong này luôn đi? Xin lỗi. Để em phải đi vào đây làm cái gì? Tại anh bận mà. Anh bận cái gì? Ôi, anh mà không bận thì có mà chết người ta à? Anh bận lo cho má. Má anh với là anh hai của anh. Má anh với anh hai anh à? Ờ. Ghét lắm cô, má hơn tôi nhá. Tránh ra. Trời ơi, thương quá. Sao? Đứng ngoài. Anh ý, anh để em ở trong đấy á. À. Lạnh lắm. Ờ. Xương xuống, ướt đẫm bờ vai. Ừ. Ướt hết cả tóc. Ừ. Rồi á hả? Buồn não nề, não ruột. Ôi ơi, não. Buồn lắm cô. Buồn lắm hả? Ừ. Dễ thương quá. Mặt nhan nhở thế nhé, không biết sao mà yêu ấy. Anh biết không, ở sao? Ngoài đấy ấy, ờ. Em sợ lắm. Sợ hả? Mèo vừa kêu cái em sợ. Ồ, sợ. Muỗi cắn cái em đau. Trời ơi, đau. Ừ. Tổ cha nó mấy con mèo, tổ mẹ nó mấy con muỗi. Muỗi cắn em hả? Ừ. Đâu đâu, cắn chỗ nào? Chỗ này này. Tội nghiệp không? Đây, bắt đầu từ đây nhá. Chỗ này nữa này. Ờ. Chỗ này này. Chỗ này nữa hả? Chỗ này nữa này. Chỗ này nữa hả? Tôi mở cái đi. Tay cái tay, ghét cái tay lắm cơ. Đi ngược từ đây nhá. Nó này. Trời đất, ôi trời ơi. Ừ. Một mục, hai mục, ba mục, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Này. Làm cái gì đấy? Ghét cái tay lắm cơ. Lần theo dấu mũi, bắt mũi. Mũi đâu mà lần theo dấu mũi mà bắt mũi trong này. Ừ. Ghét lắm cơ. Sao? Người ta bắt mũi là người ta phải bắt mũi này. Bắt mũi này. Bắt mũi này. Chứ đó là đạp của anh bắt thôi. Bắt mũi này. Quên nhầm nhầm. Quên lâu rồi đấy mà cứ nguyên cái con ve chó này mà cứ nhầm con mũi. Này, nghe anh hỏi nè. Ơi. Em có thương anh không? Em á? Ừ. Thương. Thương. Thương thiệt không? Thương thiệt. Thiệt hả? Quá đã, quá đã. Lúc nào không nghiêm chỉnh tí nào ấy. Đàng hoàng tí nào tao hỏi này. Ừ. Em hỏi thì anh xin thưa. Đây đi đâu thế? Đây. Đừng, đừng đi đâu, đứng đây nói chuyện được rồi. Thì xem nhà có ai không mới hỏi chứ. Ừ, không ai hết á. Thế anh có sợ chưa? Anh không sợ ai hết á. Ê, anh có sợ chưa? Anh là đàn ông mà sợ ai? Tội nghiệp trời sinh hai cái tai để trang trí nghe chả hiểu gì. Chưa? Ơi, nhỏ nhỏ cái. Chưa. Thật không? Thật. Không tin hả? Không tin anh thề à? Sờ đi. Hả? Sờ đi. Cái gì? Sờ đi. Sờ đi hả?
người đông quá sợ không được. Được cái cứ liến lái này chữ này ra chữ kia, bắt mũi cứ bắt tận vào đây. Thề đi nghe chưa? Thề hả? Trời ơi, thề cũng thề nó sờ đi ai biết. Đúng rồi, anh thề nếu mà anh có vợ đó thì má anh với anh hai anh bỏ anh. Không, em không thích thề như thế. Thế thề sao? Anh phải thề là hiện giờ trên mặt của anh có một con ve chó. Nếu như mà anh nói không đúng ấy, thì mặt anh nó xuất hiện 1001 cái ve chó. Trời ơi, mặt có bao nhiêu đây mà 1001 con ve chó. Anh thành người ruồi đấy. Thôi được rồi, thương em, anh thề luôn. Thật á? Ừ. Tin chưa, tin chưa? Tin rồi. Tin. Ngao ngao ngao. Ngao ngao ngao. Kệ, miễn là dễ thương được rồi. Gớm có mỗi cái bàn tay 5 ngón chụp không được thì chụp được cái gì ở trời. Hơi đẹp hai con ma bốn chân này thì vâng. U mày không phải là U. Vâng. Con theo U nhá. Buông ra con đứng đây để con xem U bắt con ma bốn chân này. Ai ở trong đấy? Ai ở trong này? Tôi đây. Tôi là ai? Ba cu xỉn này. Bố về. Bố ơi, nhà ta có con ma bốn chân đấy. Con ma bốn chân. Bố ơi, sao chân bố, sao mà chân của bố ướt thế? Mới đi lội sông về mày. Thế hả? Không phải nước sông đâu. U ơi, không phải nước sông. Bố ơi, nước của con đấy. Con tiểu đấy. Ướt của con đấy. Sang đây. Ở trong đấy làm gì? Tôi núp ở trong đấy rình mò cái thằng đó. Ông rình cái thằng đấy ha, ông mò con nào? Nè, đừng có nói bậy nha. Đừng có đổ tội người khác, nó chạy tội mình nghe chưa? Bậy cái gì? Nè. Có đây. Bà giả bộ vô đây là la toán lên để báo hiệu cho nhân tình mà bỏ chạy gì, phải không? Cầm mồm. Cầm cái gì? Nè, bà nói với tôi là dẫn thằng cu xỉn ra nhà bà ngoại đó ăn dỗ phải không? Nói ngày mai mới về, mà sao bữa nay về sớm vậy? Ôi. Có hẹn phải không? Tôi mà không dẫn con về sớm thì tôi
tôi có bắt được cái chuyện này không? Vâng. Bắt được chuyện gì? Trời ơi, vợ chồng ăn ở với nhau con nó như thế này rồi. Vâng. Mà mày còn mèo mả gà đồng à? Con ma bốn chân thằng Xỉn nó thấy rồi này. Ai thấy? Thằng con ai? Thấy. Bà nói ai thấy? Thằng Xỉn thấy. Thằng Xỉn hả? Vâng. Đúng rồi. Mày hiểu chuyện mà. Hiểu chuyện hả mày? Rồi hết phát nữa rồi à? Răng của con văng ra nữa rồi. Ba cái răng, văng hai cái răng, bây giờ chỉ còn một cái răng. Hay. Con lãnh giùm mẹ quả này đi. Vâng. Dù gì mẹ cũng nuôi con mấy năm, mày lãnh cho tao vâng. một quả không sao. Vâng. Răng sữa rụng không sao, răng này rụng không bao giờ mọc lại. Vâng. Cảm ơn con. Vâng. Mẹ xin thành kính cảm ơn con. Vâng. Ông đi xong rồi ông về. Ông đi xong rồi ông về, ông lại đánh con. Ông lại đánh con tôi thế này á? Có nhiều chuyện phải đánh chứ. Nhiều chuyện à? Ôi giời ơi, nó bắt được ông ấy này. U, được rồi. Ôi. Tôi la lên nhá, tôi la cho hàng xóm láng giềng ra đây mà nhìn này. Ôi giời, đẹp mặt thế này. Ôi. Bà con lối xóm ơi, ôi giời ơi, đến đây nom chồng em đây này. Giời ôi. Ơi là giời ơi. Cái gì đấy, cái gì ôi. Đấy? Ôi. Ai mà vào nhà tôi mà náo loạn cả một khu xóm như thế này hả? Mày cấm mồm. Này, con phò kia. Ừ, anh ơi, ai bảo em là phò đấy? Ôi, phò, phò là gì thế? Phò là con mèo đấy. Ừ, phò con là con mèo cụt đuôi của bố mày đấy. Ôi giời, nhưng mà con mèo nó giống con người. Nó sợ thế là phò, phò mèo hả ô? Thế là con thích lắm ạ, được rồi, con qua đây. Cho cái đuôi đi, cho cái đuôi đi, đuôi đâu? Đuôi đâu, cho cái đuôi đi. Cho cái đuôi. Này, mày là con trai, con gái? Con dai. Con dai à? Vâng. Nhìn mãi chả biết dai hay gái. Vâng. Thế mày có mấy cái răng? Ba cái răng, vâng, hai cái răng, còn một cái răng. Này, mày có tin tao tát mày một phát mày văng luôn hai cái lợi khỏi còn khả năng mọc răng không? Đi con kia. Vâng. Như cái thằng dở hơi bơi ngửa. Con kia, thế mày bước vào nhà bà mày đòi hỏi cái gì? Mày nói nhà này là nhà của ai hả? Nghe hỏi đây này. Con này là con nào? Con này là con nào? Thế ai đấy hả anh, ai đấy? À, trời ơi anh. Để từ từ đây. À, cái cao cao mà ốm ốm là má của anh. Còn lùng lùng đây là anh hai của anh đó. Con lại bố ơi, sao bố nói thế? Xéo ra. Mày mới vừa nói gì đấy? Mày bảo ai là mẹ mày? Thế tao có phước làm mẹ mày không? Tôi được cái hưởng cái phước làm mẹ của ông không? Trời ơi. Bây giờ này, tôi hỏi ông nó là con nào? Nó là con nào? Bà ơi, bà bình tĩnh lại đi. Nghe tôi nói nè. Nói cái gì? Cái này á là tôi đùa qua cợt liễu thôi. Thấy không? Bà chịu khó đi vô đi. Rồi sao tôi để ra. Cầm. Ông đùa hoa cợt liễu, ông đùa hoa cợt liễu ngoài đường kìa. Ông dẫn về đây con cái nó thấy gì chứ. Sáng đây. Nó vâng. giết mày bây giờ. Vâng. Bây giờ ông, bây giờ con kia phải ra. Tôi vào thì con kia phải ra. Bà đi. Anh ơi, mà đi vô đi. Anh ơi em bảo này ơi. Em không có vào, người kia ra. Ơi. Em ơi. Em ơi. Bình tĩnh nghe anh nói nè. Bình tĩnh nghe nói. Em nhìn coi. Nhìn tôi. Già quá. Già rồi. Không có bằng em nữa. Già quá chứ không phải già rồi. Không bằng em. Ừ, nghe không? Để anh đuổi bả vô rồi anh ra với em. Ừ. Nghe. Này. Cô ra. Cô hãy vào. Mày sang đây. Mới bảo gì đấy? Bây giờ ông nhìn xem, ông nhìn xem con đấy có hơn gì tôi không? Trời cao đất dày ơi. Bây giờ ông đi lấy con nào hơn tôi cơ? Con này có hai, có bốn không à? Ôi, hai bốn là gì thế ông? Cầm mồm. Ôi giời. Biết gì? Bây giờ bà có chịu đi vô không? Nó có hai, có bốn không? Hả? Nhan sắc nó có đẹp như tôi không? Hả? Nó có gầy như tôi không? Đúng rồi, ô tôi là một con mắm. Đấy thấy chưa? Bà nghe con mà bảo kìa. Trời ơi, nghĩ sao trời? Mình là một con mắm mà lại khoe. Người ta lùn nhưng mà người ta đẫy đà, người ta quyến rũ. Giờ nào? Giờ ông có bảo nó ra không? Bà đi vô trước đi. Tôi không vào. Em đi ra đi. Em ra, bà ấy vào. Không vào, nó phải ra. Đúng rồi.
thôi, tôi lên bà ấy vào. Bây giờ không vào. À đúng rồi, không, không. Em không ra. Không ra, ừ. Không ra, không vào. Vậy thì tôi phạt anh. Con chim về nó hót mà nó không chịu hót là buồn quá trời luôn luôn. Hót đi con, hót đi, tao cho mày ăn rồi mày không có hót mày. Hót đi Lị, Lị hót ngọn nghe cái đây. Hót đi, cái tiếng mày hót kỳ quá trời không có nghe. Không phải, ông thích nghe tiếng này mà hót lại đi. Trời đất ơi, con chim hót như con ngà vậy đó. Mày ngu quá trời, mày hót vô con ngà nó bắt mày thấy bà mày bây giờ. Hót lại đi. Bà già. Mày kêu lại đi. Mày kêu tao bà già, tao làm sao chịu chứ. Mày kêu bà trẻ đi, kêu bà trẻ. Ê gớm. Trời đất ơi. Mày biết chê tao gớm nữa hả mày? Muốn ói luôn á. Sao cái giọng này không phải giọng con chim mà. Giọng con này nè. Trời đất ơi, con quỷ. Cha già này nó về hồi nào nó không có la lên rồi là thấy khùng hết chí luôn à. Giống quỷ vậy trời luôn nè. Đi qua nhà người ta rồi, chuẩn bị lắm cưới giùm cho người ta đó. Cho thằng nhà papi á, chuẩn bị lắm cưới hết chi. Rồi à. À, giờ người ta đang là rần rần bởi mà sắp nhỏ nó uống rượu uống rồi nó la âm sầm tôi mệt tao về cho rồi. Vậy hả? Vậy là dứt dâu rồi ha. Vậy coi dâu lẹp bằng ngọ không? Người ta rước dâu chứ người ta đâu rước hà bá. Để bằng bà về chắc ông già chồng chết trước. Đừng có nói như vậy nha. Xấu lo, xấu lèm, xấu em, xấu chị nha. Ở với tôi mấy chục năm mà ông chê tôi là cũng như ông chê ông về. Nhìn kỹ lại mình đi. Bởi lại hạ bá bên bển cũng cỡ âm binh nè. Nói thiệt chặt chém vợ chồng rồi, nó chặt thấy ghê luôn.
nói nghe nè, vô pha tôi bình trà coi, uống trà ở bên kia uống là lạc miệng quá, bà pha ngon hơn. Bà làm gì bà thọc thọc con chim vậy? Chơi chim. Thôi mua con chim về lấy chơi chứ làm gì. Nói nghe nè. Cái gì? Không nghe hả? Đây nè. Cái gì? Đi vô pha giùm tôi một bình trà, uống trà bên nhà thằng Phi á, cái nước trà nó pha lạc lạc khó uống quá. Uống trà bà pha trà thơm nó mấy chục năm nay quen rồi. Đây đây đó, tôi nói vậy, Hà Pá nó có cái giá của Hà Pá. Cuối cùng cũng qua về đây kêu tôi pha trà. Tôi không có pha trà lị giẫm không có ngon á, lị thấy không? Lị cãi cãi không hả? Đi đi. À, đóng cái cửa lồng chim lại. Đóng cái cửa lồng lại kìa. Ông ngồi gần hơn sao không lắng lì. Sai người ta. Lì phe chè. Nói nghe nè. Cái gì? Cái này bà đứng gần hơn tôi, bà đóng đi. Ông gần hơn ông lóng lại đi. Bà là cái gì của tôi? Dạ của lì. Bà là vợ tôi, tại sao tôi nói bà không nghe? Hả? Tôi biểu bà đóng cái lồng chim thôi, bà không đóng. Nếu có ai hàng xóm người ta thấy, người ta cười trong mặt tôi, tại sao cái câu phu sướng phụ tỳ bà không còn nhớ gì hết là sao? Nhớ chứ. Trời đất ơi, sao mà không nhớ liệt? Phu sướng phụ tỳ có lẽ là phu muốn sướng à, phu muốn lấy cái gì phu lấy, phu muốn sướng cái gì phu sướng. Còn phụ là phụ có tỳ hay không là tỳ ấy lẹ. Ta muốn ấy cái trà ta làm, ta tỳ ấy à, ta muốn làm cái gì ta làm được không? Bây giờ tỳ ấy của tôi là không có muốn lóng cái kĩa, tỳ lóng liền. Tôi sai sai cái chuyện gì cũng sai nghe là sao lắm liền. Bây giờ tôi nói bà đóng đi. Tôi không lắm. Bà đóng đi. Không lắm. Trời ơi. Chim. Trời đất ơi, nó bay mất nhiều mất nhiều à. Cục cân. Tôi bóp cổ rồi. Hay vậy? Sao bóp cổ họ? Bà để con chim tôi nó bay rồi. Thì tại ông không chịu lắm cái cửa lồng lại rồi nó mới bay. Tôi nghỉ chơi với bà luôn. Trời đất ơi, ông làm như tôi phái chơi với ông lắm vậy. Tôi nói cho bà nghe nha. Cái gì nữa? Bà là người không có trách nhiệm. Làm gì không có trách nhiệm? Bây giờ tôi nói bà nè, con đấy, chim là con chim của tôi. Nãy giờ tôi đâu có lấy con chim đó của tôi. Cái lồng là cái lồng của bà. Thì đúng vậy, tôi có tiền mà, tôi mua cái lồng tôi cho ông, cái lồng của tôi, còn con chim của ông. Thì bây giờ đó, chơi là hai đứa chơi chung đúng không? Nãy giờ tôi đâu có lấy ông chơi mình lâu lâu. Lúc ông tôi đâu có lấy cái gì, ông lấy không, tôi có lấy được cái câu gì đâu. Thì bây giờ bà phải có trách nhiệm, cái lòng đó của bà phải đóng cái lòng bà lại chứ. Trời ơi, lị lại nói chuyện mắc kỳ ghê đó. Tôi bỏ tiền ra rồi, lị bỏ cái công ở lấy cái lòng lại cũng không chịu lóng lại. Đúng không? Mà tôi không biết rồi là chơi kỳ cục dễ sợ. Mua cái lòng bự tổ bó luôn, mua con chim có chút treo, bỏ vô lỏng lét luôn. Bà mua chứ ai mua? Thì bấy vậy không biết mua con chim gì hết trơn nó chạy à lị. Cái lòng này là phải nuôi con sáo nè. Bấy vậy lị không có biết cái gì mà lị không có chịu lóng cái cửa lòng mà lị lần có lỗi thường hò. Bà đó nghe, bà càng ngày bà càng quá nghe bà. Không mới quá lé lị đâu, lỡ lạc là gì đâu. Ông hiếp tôi quá trời luôn, chẳng lẽ giờ tôi phải dơi trâu. Dơi trâu là gì? Là tôi khóc nó dơi lẹ đó. Khóc đi. Nói nghe nè, bà ngừng đúng lúc bà không khóc là hay á, bà khóc sao? Thấy gớm. Sao vậy? Bà khóc ghê lắm, cái mặt bà giống con hà mã lắm. Thì mấy lần tôi khóc tôi lại có thông báo cho láng giềng biết là tôi sắp khóc. Mỗi 10 lần thông báo xong là cũng có người té xỉu không biết tại sao. Hay à, sáng về ông không có làm chuyện gì cho tôi chạy ra trơn á. Thì đúng, cái nhà này từ xưa đến giờ tôi chưa bao giờ tôi làm cái gì. Là tại vì sao tôi lo những chuyện lớn, còn vợ tôi phải lo những cái chuyện lặt vặt trong nhà. Hay, cái chuyện gì cũng lỗi lại đầu tôi hết trơn á. Tôi làm vợ chứ không phải làm mọi. Phục vụ ông quá trời rồi, từ sáng tới giờ ở nhà làm cái gì, tắm cho chim ông, chăm sóc cho chim ông, cho con chim ông ăn. Ông về nhà không có khen tiếng nào, chửi xói xả, chửi quá trời chửi làm sao chịu nổi. Con chim nó bay là tại lị á. Tại bà. Tại lị. Tại bà. Tại lị. Tại bà. Tại lị. Trời ơi tụi bay ơi, quá có vợ chồng sáo cãi lộn nhau kìa. Trời ơi, chị nó đi đóng cửa lồng chim làm cái ghê. Ê, ê, chửi đi. Chửi nó đi. Bà chửi đi. Tụi nhỏ con tôi chửi nó lên tụi sao. Chứ tụi to quá ha. Thì không mấy ông lấy xương ông chọi nó lại coi, chửi nó đi. Thôi dẹp đi, còn mấy khúc xương để dành rồi sau này con nó hút cốt có cái để nó hút. Thôi khỏi chửi nó đi hết vậy. Trời ơi, có chửi thôi cũng đứng ra sảnh nạnh. Bởi vậy chửi hoài cũng sướng thiệt á. Đẹp mặt bà chưa? Đẹp bà mặt ông lắm. Để cho hàng xóm lên riêng nó coi. Hai vợ chồng già đâu, bà ra bà đóng cái cửa lại cho tôi coi. Tôi không lắm, tôi không có mẻ, tôi không có lắm. Ê, ở
ở xuống rồi Dũng này, hồi sáng tôi có mẻ ra, tôi mẻ cái kẻ ra cho ông đi qua bên nhà người ta, ông ẻ bển ông chơi, ông chỉ ẻ nhà, một mình tôi ẻ nhà buồn buồn chết luôn. Bà ông đi ra khỏi, bây giờ ông phải vô, ông phải lóng lại, tôi không có lóng. Bà mới nói là bà mở cửa đúng không? Đúng vậy. Bây giờ bà phải đóng. Ông ly chứ tôi đâu có ly, là ông lóng thì tôi không có lóng. Bà thú nhận bà mở cửa là bà phải đóng cửa. Tôi không có công nhận. Bà có công nhận? Tôi không có công nhận. Bà mới nói là bà mở cửa cho tôi ra thì bây giờ bà phải đóng lại. Không. Có. Không. Có. Mụ. Dạo. No. Chết. Bà không đóng không? Không đóng tôi đi ngủ. Trời đất ơi, khè hoài. Ông tưởng bà lá biết ngủ, bà lại không biết ngủ hả trời? Trời ơi, ngủ cho ông coi luôn á. Bà không đóng cửa, ăn trộm nó vô nó lấy hết đồ cho bà coi. Em xẻ ông lóng đi. Con khỉ, đồ của bà chứ không phải đồ của tôi. Lò ở trong là lò của chung. Nó vô nó lấy là hai đứa không có lò mặt luôn, chứ không phải lò một mình tôi. Có tiếng chân á, làm như có anh trộm á ông ơi. Có anh trộm bà sợ bà ra bà đóng cửa đi. Thôi ông sợ ông lóng đi. Dẹp tôi không đóng. Tôi không có lóng luôn. Tôi bà đóng đi. Ông lóng đi. Bà đóng đi. Ông lóng đi. Xì. Hả? Có đóng cửa không? Chắc là không có lóng rồi. Cảm ơn. À! Bà kêu chữ trộm đi. Ông kêu lực chữ ăn rồi quất luôn chữ trộm đi. Mày phải chia ra, tôi kêu chữ ăn, bà mới kêu chữ trộm. Thôi ông lỡ rồi, ông kêu ly lắc hỏi ra rồi nó tôi kêu nữa, ông kêu ly. Đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng cạn, bà kêu ly. Thôi lúc này có trộm mà tôi tác biển ra đâu. Đồ để ở đâu? Ở trong cái tủ á. Trong cái tủ? À. Cảm ơn. Cảm ơn lị. Ngu. Sao vậy? Tự nhiên đi khai đồ để đó chi? Hôm qua trời ăn trộm mà, phải là. Nhưng mà không sao. Sao? Cái gì vậy? Ăn trộm ơi, mày đã bị lừa, tao để đồ ở dưới giường nè mày. Ngu, ngu. Chạy đất ơi, mày chỉ dưới giường nó lấy còn cái gì lấy nữa. Nó lẻ vô gầm giường à lì. Nó ngu dễ sợ, nó lấy gì lấy vô gầm giường à. Cảm ơn. Nó lấy à. Tấu chè. Tấu chè lì. Ăn, ăn. La đi. La đi. Bà la đi. La đó đi. La đi. La. Xì. Hả? Có la không? Chắc là không có vậy. Cảm ơn. Bắt. Gồng lên. Gồng chuột lên. Bắt. Không nói đi. Sao tôi ra cái búa mà bà không ra cái búa. Bà ra cái đinh là chết. Ờ quên. Bà bắt cái này. Bắt đi. Không nói đi. Bà bắt. Có bắt không? Chắc là không, không có bắt vậy. Sức đâu bắt. Đưa nó đi. Cho nó mượn hả? À. Cảm ơn. Ai dọn chạy mà gọi kia? Tại bà. Ai ông á? Tại bà. Tại ông không chịu la. Tại bà. Sao lại lấy giờ không chịu la lên, bà la lớn lên ra chị cho chạy mất chiều mà mới la là sao? Cũng bà không. Thôi không nói chuyện với ông nữa. Tôi cũng không nói chuyện với bà nữa, tôi đi ngủ. Sao lạnh dữ vậy trời? Cái mền đâu cho nó mượn sao không lấy lại? Trời đất ơi, nó cướp cho nó mượn rồi làm sao vậy? Chẳng buồn chết luôn rồi, giờ làm sao ngủ đi? Tôi đi ngủ. Ông á, cái gì cũng lạnh tôi hết trơn á trời á. Đi ngủ hả? Bộ làm không dám ngủ hả? Ngủ liền. Lạnh quá bà ơi, cho tôi mượn cái mền da chút được không? Trời ở đây, nãy giờ ổng ra là thông minh nhất luôn á. Trời bà ở đây cho nó lạnh luôn đi. Sau này bỏ đừng có nạnh hẹn nhau nữa nha.